Mách cho các bạn một cách có thể giúp cho người xem ở trên kênh của chúng ta lâu hơn, cũng như là giúp cho các video của chúng ta có nhiều lượt xem và nhiều tin, nhiều bình luận hơn. Đó chính là chúng ta sẽ tạo các cái album xem như thế này, thế này, thế này. Việc chúng ta tạo ra các album xem này sẽ giúp cho người xem dễ dàng xem các video của chúng ta trong cùng một cái chủ đề. Và khi chúng ta sắp xếp các cái album như này thì đồng nghĩa là chúng ta sẽ đổ toàn bộ cái video của chúng ta có cùng một chủ đề vào trong một cái album như này, thì người xem họ sẽ xem hết toàn bộ những cái video ở trong cái album đó, bởi vì họ đều có nhu cầu, có mong muốn tìm hiểu về chung một chủ đề, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta sắp xếp như này rồi thì người xem có cơ hội để xem hết tất cả các video ở trong album của chúng ta, và video của chúng ta nó cũng sẽ có nhiều view và nhiều bình luận hơn rất là nhiều so với các video giải rác ở trên kênh. Thì cái cách để chúng ta phải tạo cái album này như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ ấn vào dấu cộng này, sau đó chúng ta sẽ điền tên album của chúng ta vào, ví dụ ở đây đó là tiếp thị liên kết. Okay. Các bạn chú ý là nó chỉ có 25 ký tự thôi, thế nên chúng ta sẽ lại đặt tên các album này không quá 25 ký tự các bạn nhé. Sau đó chúng ta sẽ ấn tiếp. Trong mục thêm vào danh sách phát này, chúng ta sẽ chọn các video chúng ta muốn thêm vào trong cái danh sách phát của chúng ta. Tất cả các video mà nó cùng chủ đề thì các bạn có thể thêm vào trong cái liên kết của chúng ta để chúng ta sẽ thêm vào trong cái album nhé. Chúng ta sẽ ấn vào. Xong. 90% các bạn đang xây kênh và mắc phải những cái sai lầm rất là. Và như vậy là trong cái danh sách phát của chúng ta này, đây thì chúng ta đang có là 6 cái video ở trong này rồi, và hoàn toàn là khách người xem họ rất dễ dàng để họ xem các cái video này của chúng ta. Và có rất nhiều các cái mẹo, các cái bí quyết khác để giúp cho cái video của các bạn được lên xu hướng và ăn đề xuất, cũng như là cái tài khoản của các bạn có thể phát triển nhanh chóng hơn, thì mình sẽ chia sẻ dần dần ở trên kênh. Và các bạn hãy follow để nhận được những cái kiến thức giá trị mà mình chia sẻ ở trên kênh. Chúc tất cả các bạn thành công. Trần Mạnh, MKT Marketing Thực Chiến.